Sáng hôm nay em cập nhật clip một con cái F1 uh, sữa chữa 3B uh, trên 6 tháng nha anh chị Bao chữa bao khám bao rồi tới đẻ Nghiêm chỉnh xây tích nghiêm chỉnh Chân móng hoàn thiện móng sò cùng đứng thẳng Đông nhuyễn da sát Đó sừng là sừng nứa nha anh chị Bò này thì uh, tầm hai đâu răng anh chị đấu lại anh chị ơi Đó thì đúng bản bốn vú đều nha anh chị Bông bụt đó những con lông nhuyễn da sát này uh, da mỏng này thì được cày đuôi chào bá luôn anh chị ơi đó hiện dạng bao tật lỗi bao ăn uống cho anh chị đó chữa trên 6 tháng bao chữa bao khám lứa hai dạ yêu thương lắm anh chị ơi. đó đặng nhất bò này thì chiều cao tầm giữa lưng thì trên mét ba tầm mét ba còn sau lưng khu là mét ba lăm ba bảy đổ lên anh chị thì non non mét tư anh chị đó nếu mình đo chính xác thì cắt cũng cỡ mấy tư sau xương khu của anh chị ơi đó thì cấp mình là mẫu mẫu thùng dạo nha anh chị thùng quá to lông quá nhẹ a lông nhuyễn da sát đó mặt đẹp chân móng là cùm đứng thẳng móng sò bốn vú đều đó luôn bản anh chị ơi đó chạy đua chào bá luôn lông nhuyễn ra sát bò này thì tắm rửa sạch sẽ là bóng mướt đen thui nha anh chị rồi giá yêu thương luôn 34 triệu 500 anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để hình thì à, anh chị ở xa gần cứ liên hệ ghép xe về cho anh chị nuôi phát triển kinh tế thì anh chị gần xa có bò thịt bò cạo bò năng bò lò bò thì trao đổi bò giống anh chị ơi. đó thì bên chăn nuôi bò giống long an luôn mua các giống bò thịt bò cạo giá cả hợp lý cho anh chị nuôi có lợi nhuận